chương 81. Nói dễ hơn làm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 081 nói dễ hơn làm liễu gia vị kia đại quản gia rốt cục vẫn phải nhìn không được đưa ra một vấn đề, thiếu gia, kia cố dương không rõ lai lịch, nếu là sau lưng cũng có thần thông cảnh. Liễu triết nhàn nhạt nói, vậy liền càng muốn giết. Như là đã kết thù, liền không có khả năng bó tay bó chân, muốn dùng lôi đình thủ đoạn đem diệt trừ sau lưng của hắn thế lực muốn trả thù đều có ta sư tôn đón lấy nếu không chờ người này đã thành nhị phẩm thậm chí nhất phẩm muốn giết hắn thì càng khó khăn hơn nữa sau lưng của hắn thế lực cho hắn ủng hộ sẽ càng lớn liễu triết ở đông hải kiếm thánh môn hạ từng có bản thân nhận thức hắn chưa đến tam phẩm lúc đã biểu hiện ra vô cùng cao minh thiên tư nhưng ở trong môn địa vị cũng không có cao đi nơi nào thậm chí ngay cả sư tôn mặt cũng không có bái kiến. Thiên phú dù sao chẳng qua là thiên phú, còn không có thực hiện đi ra, đều là không làm đến được. Lúc kia, nếu là hắn không cẩn thận bị người giết đi, hắn sư tôn tuyệt sẽ không vì hắn gây chiến, tự mình ra tay giúp hắn báo thù. Thẳng đến hắn một đường thế như chẻ tre, đã đến tam phẩm, lại đến nhị phẩm, địa vị của hắn mới đi theo nước lên thì thuyền lên, càng là đạt được sư tôn tự mình chỉ điểm, trở thành trong môn thủ nhất coi trọng đệ tử. Hôm nay, hắn đã chính thức bị sư tôn lập vì y bác truyền nhân. Dù là hắn chọc phải thần thông cảnh, hắn sư tôn cũng sẽ thay hắn tiếp được. Vì kia cố dương sư môn, nghĩ đến cũng đúng giống nhau, hôm nay là tam phẩm, bị giết. Sau lưng của hắn thế lực coi như phẫn nộ, cũng muốn cân nhắc thoáng cái, vì một cái đã chết mất đệ tử, cùng đông hải kiếm thánh chiến đấu đến chết. Đợi đến lúc ngày sau, Người này đã thành nhị phẩm thậm chí là nhất phẩm, đạt được thế lực sau lưng coi trọng, còn muốn tưởng giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, ngoài xe ngựa truyền tới một mềm nhũng thanh âm, tiểu sư đệ, người treo chọc đến người này, thật không đơn giản a, à, nhị sư tỷ. Liễu Triết nghe đến cái này cái thanh âm, thần thái nhiều vài phần cung kính, hỏi, ngài làm sao tới? Cái kia mềm nhũng thanh âm nói, nếu không phải lão đầu để cho ta chăm sóc một chút ngươi ta mới chẳng muốn đi chuyến này. Nàng trong miệng lão đầu, tự nhiên là bọn hắn sư tôn. Liễu Triết đối với nàng như thế bất kính xưng hô, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Vị này nhị sư tỷ coi như ngay trước sư tôn mặt, cũng là gọi thẳng lão đầu, sư tôn cũng cho phép nàng. Có thể thấy được nàng ở sư tôn trong tâm trí địa vị tương đối đặc thù. Đồng thời, vị này nhị sư tỷ thực lực sâu không lường được, hắn tự nhiên không dám có chút bất kính chỗ hỏi hắn nhị sư tỷ thế nhưng thăm dò được này cố dương lai lịch nhị sư tỷ là chuyên môn phụ trách đối ngoại tin tức bọn hắn đông hải môn người mặc dù hiếm khi rời khỏi nhà mình địa bàn nhưng là cũng muốn biết ra hiểu ngoại giới hướng đi không thể làm kẻ điếc cùng người mù không phải ta là nghe nói một chuyện khác ngươi hẳn là theo lâm gia chỗ đó đạt được tin tức mới biết được những người này giấu ở nơi nào a à, bên ngoài cái kia mềm nhũng thanh âm nói chuyện Lâm gia có hay không nói cho ngươi biết, hắn mấy ngày trước đây phái một vị nhị phẩm tiến đến bắt người này. Liễu Triết lắc đầu nói, cũng không có. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Kính xin sư tỷ báo cho biết. Bên ngoài cái thanh âm kia nhiều vài phần đứng đắn, nói chuyện, ngày đó, đúng lúc Sở Tích Nguyệt cùng Ô Hành Vân cũng ở Bình Quận thành, cùng Lâm gia vị kia nhị phẩm đồng thời đến Cố Dương trụ sở. Sau đó, người này đau ý đem ba người tập trung, một đao phía dưới, ba vị nhị phẩm một chết hai trọng tổn thương. Liễu Triết nghe đến đó, ánh mắt co rụt lại. Hắn tự nhiên biết rõ sở tích nguyệt cùng ô hành vân, đặc biệt là sở tích nguyệt, từng khiêu chiến thiên kiêu thứ tám trần hằng, nghe nói trận chiến này bất phân thắng bại. Nàng này thực lực, tuyệt đối không kém. Kia cố dương chỉ có tam phẩm tu vi, một đao đánh bại ba vị nhị phẩm, bực này chiến tích, thật là quá mức nghe rợn cả người. Chẳng qua là, việc này theo nhị sư tỷ trong miệng nói ra, tự nhiên sẽ không giả bộ. Bên ngoài vị kia nhị sư tỷ nói chuyện, sách, một đao bại ba vị nhị phẩm, cho dù là ta, cũng không có năng lực như vậy. Vị này cố dương nếu là còn có thể chém ra như vậy một đao, tiểu sư đệ chỉ sợ muốn nuốt hận tại chỗ. Đa tạ sư tỷ đến đây cảnh báo. Liễu triết trịnh trọng nói tạ. Mặc dù, dựa theo lẽ thường mà nói, vị kia cố dương sử dụng ra uy lực đáng sợ như thế một đao, khẳng định cũng muốn trả giá cực lớn đại giới. Nhưng là cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Ai biết người này còn có hay không những thứ khác ác chủ bài. Ở liễu triết trong nội tâm, đã đem người này mức độ nguy hiểm, nâng lên cao cấp nhất. Một câu cảm ơn là được rồi. Tiểu đệ thiếu nhị sư tỷ một cái nhân tình. Vậy còn không sai biệt lắm. Bên ngoài cái thanh âm kia nói xong, liền lại không động tĩnh. Lúc này, một chiếc xe ngựa khác bên trong, Tô Thanh chỉ, từ nhược mai cùng tiểu thị nữ tri tinh ba người ngồi, cũng không có bị hạn chế tự do thân thể. Xe ngựa lung la lung lay, ba nữ nhân thần sắc khác nhau, hiển nhiên đều có tâm sự. Đột nhiên, Tô Thanh chỉ nhỏ giọng nói, đa tạ. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng từ nhược mai nói chuyện. Cũng là giữa hai người, lần thứ nhất trong ngôn ngữ trao đổi. Buổi sáng hôm nay, Liễu Triết một đoàn người đột nhiên xuất hiện, vốn là muốn hướng nàng hạ sát thủ, nếu không có Từ Nhược Mai động thân mà ra, nàng cùng Tri Tinh cũng đã đã chết. Đây là ơn cứu mạng, Tô Thanh chỉ dù thế nào chán ghét nữ nhân trước mắt này, cũng được thừa cái này tình. Từ Nhược Mai nhưng là lắc đầu, trong mắt có chút sầu lo, kia Liễu Triết đối với người sát ý quá mức kiên cố, ta ngăn đón được một lần, ngăn đón không được lần thứ hai. Tô Thanh chỉ buồn bã cười cười, chết sống có số nếu ta thật sự nhất định phải chết ở liễu gia người thủ hạ, cũng oán không được bất luận kẻ nào. Tiểu thị nữ tri tinh thấy tiểu thư nhà mình cái dạng này, nắm chặt tay của nàng, nhỏ giọng nói, tiểu thư, cố đại ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Ở ba nữ nhân bên trong, nàng thực lực yếu nhất, đối cố dương tin tưởng cũng đủ nhất. Từ nhược mai muốn nói lại thôi, cuối cùng trong nội tâm thầm than một tiếng, không đành lòng đã kích mất nàng hy vọng cuối cùng thế nhân chỉ biết đông hải kiếm thánh uy danh lại không biết kia sợ kiến đông hải môn hắn thu nhận đệ tử ngoại trừ thiên kiêu liễu triết bên ngoài còn có hai vị đều là nhất phẩm cái này liễu triết là đông hải kiếm thánh khâm định y bác truyền nhân ở chưa tới nhất phẩm trước đó đi ra ngoài du lịch tất nhiên sẽ an bài hộ đạo nhân ở một bên thủ hộ cố dương dù là có nhị phẩm tuyệt đỉnh thực lực nghĩ muốn cứu các nàng lại nói dễ hơn làm nhị phẩm cùng một phẩm chi gian có một cái khó có thể vượt qua hồng câu nhất phẩm đó là chân chính nhân gian tuyệt đỉnh trong nội tâm nàng ngược lại là hy vọng cố dương đừng tới cứu các nàng chẳng qua là loại lời này không thể nói ra miệng tô thanh chỉ không có lên tiếng nữa chẳng qua là hai cánh tay lẫn nhau giữ tại cùng một chỗ cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì ngoài xe ngựa mặt trương tiểu hải bị trói lấy tay chân đà ở một con ngựa thượng đi theo xe ngựa bên cạnh chậm rãi đi tới hắn cảm giác trong bụng phản phất ở dời sông lấp biển, trong nội tâm đem liễu gia người bác đại tổ tông đều mắng mấy lần. Chờ công tử tới rồi, nhất định phải đem bọn ngươi nguyên một đám toàn bộ trói lại, đem các ngươi điên được bữa cơm đêm qua đều nhổ ra. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Các ngươi là cái gì quan hệ? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com không tám hai các ngươi là cái gì quan hệ bình quận ngoài thành sơn trang bên trong một tòa trong đình viện sở tích nguyệt khoác màu trắng áo choàng dựng ở một gốc cây dưới cây ngô đồng nhìn qua nơi xa dãy núi lông mày nhăn lại cũng không rời khỏi người bảo kiếm cũng không ở trong tay thật lâu trong mắt nàng hiện lên một tia mờ mịt lầm bầm nói chuyện gì nhỏ một đau kia nên như thế nào phá giải phía sau của nàng chẳng biết lúc nào đứng đấy một người mặc áo choàng màu đen nữ tử. Nữ tử nhàn nhạt nói, cái này, cần chính ngươi đi tìm đáp án. Nói xong, nàng người đã hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một đạo tiếng xé gió vang lên, một người đã đã rơi vào trong đình viện, đứng ở cách đó không xa, chắp tay nói, sợ cô nương, mạo mùi tới chơi, xin hãy tha lỗi. Là ngươi. Sở tích nguyệt ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức nghĩ muốn đi cầm kiếm, khẽ vươn tay, lại cầm cái không. Nàng lúc này mới nhớ tới, hôm nay nàng không có đem bảo kiếm mang theo trên người. Người tới chính là vài ngày trước một đau đem nàng trọng thương cái kia cố dương. Mấy ngày nay, nàng một bên dưỡng thương, một bên suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể phá giải một đau kia. Đến nay đều không có đầu mối. Hiện tại, người nam nhân này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng rất tự nhiên biểu lộ ra địch ý, người tới làm gì cố dương nói chuyện ta lần này đến là muốn mời sở cô nương giúp một cái bề bộn hỗ trợ sở tích nguyệt sững sờ như thế nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ nói ra lời như vậy vài ngày trước hắn không phân tốt xấu một đau đem nàng chém thành trọng thương kết lớn như vậy sống núi cừu oán hắn vậy mà đã chạy tới tìm nàng nói muốn mời nàng hỗ trợ nàng vô ý thức mà hỏi thăm gấp cái gì cố dương nói chuyện ta có mấy cái bằng hữu bị liễu gia liễu triết cho bắt đi ta một người thế đơn lực bạc cho nên muốn mời cô nương hỗ trợ hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tìm đến sở tích nguyệt hỗ trợ dùng thực lực của hắn bây giờ đối mặt liễu triết vị kia không biết tên nhị phẩm cũng không cần sợ hãi chẳng qua là hắn không muốn phức tạp nếu như tại lần trước mô phỏng trung tìm sở tích nguyệt cùng ô hành vân hỗ trợ có thể thành công cứu tô thanh chỉ các nàng như vậy cứ dựa theo mô phỏng trung đến đây đi nếu không một mình hắn tiến đến không biết sẽ dẫn xuất cái dạng gì chuyện xấu ở phương diện này hắn chịu thiệt tổn hại bất lợi cũng không phải lần một lần hai lần này ý định hấp thu giáo huấn dù sao tô thanh chỉ an toàn của các nàng trọng yếu nhất sở tích nguyệt trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái nếu là bài tướng dưới tay của nàng đã chạy tới tìm nàng nói muốn mời nàng hỗ trợ cứu người Nàng tự nhiên là sẽ không để ý. Thế nhưng, người nam nhân trước mắt này vừa mới làm cho nàng ăn vào từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đánh bại. Hắn có thể tới tìm nàng, đối với nàng là một loại tán thành. Nàng lúc này một tiếng đáp ứng xuống tới, "Tốt." Loại sự tình này như thế nào ít được ta đâu. Lúc này, một cái âm thanh trong trẻo theo nơi cửa truyền đến, "Đúng là Ô Hành Vân." Hắn vừa rồi tìm đến Sở Tích Nguyệt Vừa vặn đã nghe được hai người đối thoại, liền chủ động đứng dậy. Về phần giúp Cố Dương, có thể hay không đắc tội Liễu Triết, hai người đều không để ý. Đương thời Thiên Kiêu, từ trước đến nay là đệ ép tìm Long Bản một đầu. Hai người bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đối với những cái kia Thiên Kiêu, trong nội tâm một mực không quá chịu phục. Vừa vặn thừa cơ hội này, ước lượng Liễu Triết cân lượng. Cố Dương không nghĩ tới, hai người này dễ dàng như vậy đáp ứng xuống tới vốn hắn đã nghĩ kỹ không ít lý do thoái thác kết quả hoàn toàn không dùng được hai người này không khỏi quá chất phát một chút trách không được ở mô phỏng trung chính mình sẽ cùng các nàng trở thành hảo hữu một đường đồng hành đây đúng là có thể qua lại người kế tiếp cố dương liền dẫn hai người xuất phát bên kia liễu gia một nhóm một đạo nhân ảnh xẹt qua đến leo lên liễu triết xe ngựa liễu triết trước tiên có cảm ứng nói chuyện Tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới, đúng là Liễu gia số ba nhân vật, Liễu Trừng, nhị phẩm cường giả. Luận thực lực, vẫn còn Liễu gia gia chủ phía trên, chính là Liễu gia vũ lực đảm đương. Liễu Trừng trên trán có một cái làm cho người ta sợ hãi vết thương, bên trái cái trán sụt đi vào một khối, thoạt nhìn giống như ác quỷ giống nhau, cực kỳ đáng sợ. Thanh âm của hắn nhao nhao ách khó nghe, nhị ca lo lắng ngươi, để cho ta tới tiếp ứng liễu triết biết rõ vị này tam thúc xưa nay không thích nói nhảm ngôn ngữ giảng luyện minh bạch ý của hắn nhất định là nhị thúc nghe nói cố dương một đao đánh bại ba vị nhị phẩm nghe đồn không yên lòng mới đưa tam thúc phái tới đây hắn mỉm cười nói làm tam thúc phí tâm bất quá kia cố dương không đáng để lo hắn bất quá tam phẩm tu vi mặc dù không biết hắn làm sao có thể sử dụng ra kia kinh thế một đao nhưng là hắn tất nhiên muốn trả giá thật lớn đại giới thậm chí khả năng ảnh hưởng tới căn cơ, không có một năm nửa năm đều khôi phục không đến. Muốn bộc phát ra vượt xa bản thân thực lực lực lượng, tự nhiên muốn trả giá tương ứng đại giới. Ở Đông Hải môn, đồng dạng có cùng loại chiêu thức. Liễu Trừng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài dị biến phát sinh. Xoẹt xoẹt. Vài đạo tiếng xé gió vang lên, sau đó chính là thân thể rơi xuống đất thanh âm. Người nào liễu triết biến sắc, lập tức đánh vỡ xe ngựa trần xe, phi thân mà ra. Chỉ thấy nhà mình hộ vệ toàn bộ rơi xuống dưới ngựa, mắt thấy không sống được. Hắn chết chết nhìn chầm chầm đằng sau kia cổ xe ngựa bên cạnh ba người, ánh mắt hơi hơi co lại. Ba người này, hắn mặc dù cũng không có bái kiến, nhưng là chỉ xem trong đó tên kia nữ tử tuyệt thế dung mạo, trong nội tâm liền đại khái đoán được thân phận của nàng. Hôm nay Giang Châu, giống như này phong độ tư thái người, chỉ có sở Tích Nguyệt. Nàng bên cạnh vị kia nam tử áo đen, đồng dạng khí chất bất phàm, phải là một mực đi theo sở Tích Nguyệt bên người Ô Hành Vân. Về phần cuối cùng tên nam tử kia, Liễu Triết từ miệng trung nhổ ra một cái tên, Cố Dương. Nam tử kia nói chuyện, đều nói Liễu gia Kỳ Lân thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Triết trong lòng hơi hơi chìm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ba người này sẽ quấy đến cùng một chỗ một cái cố dương còn không đặt ở trong mắt của hắn dù là lại thêm một cái ô hành vân hắn cũng không sợ nhưng là sở tích nguyệt nhưng là sở gia gia chủ tương lai đây chính là thiên hạ chính họ một trong không phải nói cố dương đem hai người này bị thương ư vì sao lúc này sẽ cùng một chỗ đồng hành liễu triết tuy kinh bất loạn nhìn về phía sở tích nguyệt nói chuyện vị này nhất định là sở cô nương a à, liễu mổ tự hỏi không có bất kỳ chỗ đắc tội không biết sở cô nương đây là ý gì sở tích nguyệt nhàn nhạt nói đã sớm tưởng lĩnh giáo ngươi một chút vị này thiên kiêu kiếm pháp chỉ là của ta thương thế chưa lành hôm nay có thể nhìn thấy ngươi cùng cố huynh một trận chiến coi như là hiểu rõ tâm nguyện liễu triết nghe rõ chỉ cần hắn cùng với cố dương công bình một trận chiến nàng cũng sẽ không nhúng tay hắn nhìn về phía cố dương mỉm cười nói chuyện Cố huynh thật đúng là giao du rộng lớn, đã có kiếm cung từ tiên tử như vậy hồng nhan tri kỷ, lại có thể cùng sở cô nương kết giao. Chẳng qua là, liễu mổ có một chuyện không rõ, ngươi cùng kia tô thanh chỉ, ra sao quan hệ? Vì sao phải thay nàng xuất đầu? TS Đây là bổ ngày hôm qua chương 1. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Tiền đặt cược bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 083 tiền đặt cược là cố đại ca trong xe ngựa tiểu thị nữ tri tinh nghe được đồng tĩnh bên ngoài vẻ mặt kích động bắt lấy tô thanh chỉ tay quả nhiên chợt nghe liễu triết lạnh lùng như băng thanh âm cố dương tô thanh chỉ chợt ngẩng đầu lên hốc mắt thoáng cái đỏ lên trở tay cầm chặt tri tinh tay tri tinh cảm giác tay của nàng một mảnh lạnh như băng không có chút nào độ ấm một bên từ nhược mai sắc mặt hơi hơi biến không nghĩ tới cố dương vẫn là đuổi theo tới đây là chui đầu vô lưới a à? trong nội tâm nàng vô cùng lo lắng lo lắng cố dương an nguy đón lấy chợt nghe liễu triết hỏi vị này nhất định là sở cô nương a à? sở cô nương trong xe ngựa ba nữ nhân mới ý thức tới cố dương không phải một người đến còn có một vị sở cô nương họ sở không phải là vị kia a à? tam nữ đồng thời nghĩ tới vị kia tìm long bản đệ nhất sở tích nguyệt. Có thể làm cho liễu triết như lâm đại địch, cũng chỉ có vị này sở cô nương. Thế nhưng, nàng làm sao sẽ cùng cố dương cùng một chỗ? Theo lý thuyết, hai người này quan hệ, gặp lại, hẳn là dương cung bạc kiếm mới đúng. Bên cạnh xe ngựa, trương tiểu hải trên tay chân dây thừng, cũng đã bị cắt đứt, đang tại hoạt động lấy tay chân. Nhìn thoáng qua cách đó không xa vị kia Mỹ đến không gì sánh được nữ tử, trong nội tâm cảm thán, không hổ là công tử, mặc kệ ở đâu, bên người đều có tuyệt sắc làm bạn. Lúc này, Liễu Triết đột nhiên chất vấn. Ngươi cùng kia Tô Thanh chỉ, ra sao quan hệ? Vì sao phải thay nàng xuất đầu? Trương Tiểu Hải trong nội tâm gọi hỏng bét, tiểu tử này không có hảo ý, cố ý hỏi cái này vấn đề, là cố ý cấp cho công tử đào hầm. Loại vấn đề này, bất kể thế nào đáp, đều đối công tử cực kỳ bất lợi. Trong xe ngựa, từ nhược mai cùng tô thanh chỉ thần sắc đều là siết chặt, hai tay xoắn cùng một chỗ, cùng đợi cố dương trả lời. Một lát sau, chỉ nghe được cố dương nhàn nhạt nói, ta thu nàng ba vạn lượng, hứa hẹn qua phải bảo vệ an toàn của nàng. Từ nhược mai khẽ giật mình, đây là một cái nàng trước đó không nghĩ tới trả lời, vô ý thức về phía đối diện tô thanh chỉ nhìn lại, thấy nàng sắc mặt có chút trắng bệt. Nàng đột nhiên ý thức được, cố dương nói, rất có thể thật sự. Ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, những người khác tự nhiên là không tin. Liễu Triết thậm chí cho là hắn là ở mượn này đến nhục nhã chính mình. Không có ai sẽ tin tưởng, cố dương sẽ vì chính là ba vạn lượng, cùng Liễu Triết là địch. Dùng hắn thâm trầm tâm tư, cũng không khỏi sinh ra một tia tức giận. Hắn dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, tự học võ đến nay, liền thể hiện ra tuyệt đỉnh chính là thiên tư, tức thì bị Đông Hải kiếm thánh nhìn trúng, thu làm môn hạ lại sau đó, 19 tuổi nhập nhị phẩm, leo lên thiên kiêu bản, trở thành Đông Hải kiếm thánh quan môn đệ tử. Hắn cả đời này, có thể nói là cực kỳ trôi chảy, chưa bao giờ gặp được cái gì ngăn trở. Từ khi rời núi du lịch, gặp phải người, không một không đúng hắn tất cung tất kính. Hắn chưa từng như thế bị người khinh mạng qua. Liễu triết cười lạnh một tiếng, đã như vậy, liễu mổ nguyện hoa 30 vạn lượng, mua nàng một cái mạng không biết cố huynh ý như thế nào. Cố dương nói chuyện, các ngươi liễu gia gia đại nghiệp đại, xuất ra 30 vạn lượng, không khỏi quá mức keo kiệt. Như vậy đi, nếu như các ngươi liễu gia nếu là dâng lên tất cả gia sản, ta ngược lại là có thể cân nhắc thoáng cái. Ta liễu gia mặc dù chỉ là cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng là không phải là người nào đều có thể nhúng chàm, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Bằng không, chúng ta đánh cuộc như thế nào? ta và ngươi tóm lại muốn đánh một hồi, ta thắng, các ngươi liễu gia tất cả gia sản về ta. Ngươi thắng, ta chờ đợi xử lý. Ha ha ha. Liễu triết giận quá thành cười, tốt, khiến cho ta lĩnh giáo thoáng cái các hạ cao chiêu. Nói xong, liền đem trong tay trường kiếm rút đi ra, kiếm danh tử tinh, chính là hắn sư tôn ban tặng. Thân kiếm hiện ra nhàn nhạt ánh sáng tím, lắc lư giang, giống như màu tím tinh thần chấn động rớt xuống cực kỳ chói mắt. Liễu triết một kiếm nơi tay, cả người khí thế lập tức phải biến đổi, kiếm ý ngưng mà không phát, mơ hồ có đại sư phong phạm. Sở tích nguyệt cũng là luyện kiếm chi nhân, vừa thấy hắn khí thế kia, thần sắc liền biến được ngưng trọng lên. Người này thực lực, tuyệt không ở thiên kiêu bản thứ tám trần hằng phía dưới. Ngoại giới đều nghe đồn, nàng cùng trần hằng một trận chiến, bất phân thắng bại. Kỳ thực nàng rất rõ ràng, trần hằng cũng không có vận dụng toàn lực, là ở nhường cho nàng trần gia phong cách hành sự xưa nay đã như vậy không muốn đắc tội người khác luôn cho người khác lưu mặt mũi luận thực lực nàng so với trần hằng kém không chỉ một bậc cho nên từ đó về sau nàng không còn có khiêu chiến qua thiên kiêu bản người không làm loại này tự rước lấy nhục sự tình cái này liễu triết thoạt nhìn không kém hơn trần hằng có thể thượng thiên kiêu bản quả nhiên bất phàm nhìn hắn kiếm ý mênh mông cuồn cuộn tràn đầy tu tập hẳn là đông hải kiếm thánh phá lãng kiếm pháp mấy chục năm trước đông hải kiếm thánh đúng là bằng vào cái này kiếm pháp sắm hạ uy danh hiển hách trở thành thiên hạ nổi tiếng nhất mười thanh danh kiếm một trong sở tích nguyệt thầm nghĩ không biết hắn sẽ như thế nào ứng đối nói thật nàng cũng đoán không ra cố dương thực lực trước đó một đau kia tuy cường đại tuyệt luân thế nhưng hiển nhiên không phải thông thường thủ đoạn như cố dương thật có thể tùy ý sử dụng ra như vậy đao pháp kia đem phá vỡ võ đạo lý luận danh lưu thiên cổ trong nội tâm nàng vô cùng chờ mong muốn kiến thức thoáng cái thực lực chân chính của hắn lúc này cố dương quay đầu hướng nàng xem đến vậy thì mời sở cô nương làm một cái chứng kiến nàng gật gật đầu tốt đón lấy cố dương rút ra một cây đao thân đao toàn thân đen kịp thoạt nhìn có chút cổ quái hắn đem thân đao để ngang trước người bất động như núi, nhìn chầm chầm đối diện liễu triết, nói một chữ, mời. Lúc này, tu vi của hắn lộ rõ. Nhị phẩm. Nhị phẩm. Sở tích nguyệt cùng ô hành vân tất cả giật mình. Hắn dĩ nhiên là nhị phẩm, trách không được dám đến khiêu chiến liễu triết. Đây là cái gì đao phát? Sở tích nguyệt thấy cố dương đem đao để ngang trước người, vô cùng đơn giản một động tác, lại làm cho người ta một loại không thể phá giải cảm giác mơ hồ có chút kinh hãi. Lúc này, bên tai nàng vang lên một cái mũi vằn giống như thanh âm, là vũ gia diệt thần cửu thức, để tam thức đoạn đau thức. Lời còn chưa dứt, một đạo kinh người kiếm ý đánh úp lại, đâm vào nàng mi tâm một hồi đau đớn. Hảo kiếm pháp Ánh mắt của nàng sáng ngời, cuối cùng thấy được đông hải kiếm thánh thành danh kiếm pháp. Phá lãng kiếm pháp chỉ vẹn vẹn có nhất thức, tên là một kiếm phá vỡ ngàn trường sống. Mặc dù chỉ có nhất thức, nhưng là nặng ý mà không nặng thức, đối mặt bất đồng gần sống, kiếm thế tự nhiên mà vậy sinh ra biến hóa. Có thể nói là một chiêu, cũng có thể nói là có vô số chiêu. Năm đó Đông Hải kiếm thánh chính là bằng vào một kiếm này, kiếm chọn vô số cường giả, thành tựu kia kiếm thánh uy danh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Tích Nguyệt vừa nhìn đã biết rõ một kiếm này mình tuyệt đối tiếp không được. Nàng cẩn thận nhận thức liễu triết trong kiếm thế biến hóa cảm giác phản phất đưa thân vào mênh mông biển lớn trung, tùy thời khả năng bị bao phủ, hầu như muốn ở kiếm của đối phương định đã bị mất phương hướng. Nhưng vào lúc này, một cổ khó có thể hình dung lực lượng, đem bốn phía biển rộng đều bổ ra. Sở tích nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hát quan hiện lên, lập tức làm một tiếng vang thật lớn, chấn động nạn mạng tai đau nhất, nàng tập trung nhìn vào, liền gặp được liễu triết thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nàng có chút trợn mắt khá hốc mồm, cái này, liền thất bại. PS. Còn có một chương, muốn muộn một chút. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84. Huyết nhận cừu nhân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 084 huyết nhận cừu nhân, một kiếm phá vỡ ngàn trượng sống. Một kiếm này, liễu triết học được 5 năm, thẳng đến hắn đột phá đến nhị phẩm sau, mới nắm giữ trong đó kiếm ý có thể sử dụng ra một chiêu này tuyệt học theo kia về sau hắn liền chính thức trở thành sư tôn y bác truyền nhân năm đó hắn sư tôn bằng vào một kiếm này đại sát tứ phương bại tẩn thiên hạ cao thủ cuối cùng bước vào thần thông cảnh thành tựu một đoạn truyền kỳ hắn ra sơn môn sau hăng hái lập chí muốn đi theo sư tôn bước chân đúc thành thuộc về bản thân truyền kỳ đáng tiếc hắn đụng phải đối thủ thứ nhất chính là cố dương kia lông trời lỡ đất một đao, tại tuyệt không khả năng chi gian, đánh trúng hắn kiếm thế yếu kém nhất chỗ. Đây là liền chính hắn đều chưa bao giờ phát giác được nhược điểm. Một kiếm phá vỡ ngàn trượng sóng áo nghĩa, chính là tìm đối phương chiêu thức trung nhược điểm, đem phá vỡ. Hôm nay, lại bị người dùng hắn am hiểu nhất phương thức đánh bại. Phốc Một đạo đau ý nhập vào cơ thể mà đến, làm liễu triết há mồm phun ra một búng máu, trong đầu nhưng là trống rỗng hắn khó có thể tiếp nhận bị người một đau đánh bại sự thật. Tiếp theo trong nháy mắt. Một vòng ánh đau ánh vào tầm mắt của hắn, tử vong sợ hãi, đưa hắn bao phủ ở. Đột nhiên, hai cây tim bạch ngón tay theo bên cạnh duỗi tới, một mực nắm này bôi lưỡi đau, rốt cuộc không cách nào tiến tới. Mới vừa từ quỷ môn quan rời đi một vòng liễu triết trong lòng phanh phanh đập mạnh, nghĩ mà sợ tới cực điểm. Còn kém một chút như vậy, hắn liền chết rồi hắn ho ra một búng máu, suy yếu nói, nhiều. Đa tạ sư tỷ. Khẩn cấp trước mắt, cứu được hắn một mạng, đúng là hắn nhị sư tỷ. Cố dương một đao đánh bại liễu triết sau, ra tay không chút lưu tình, tiếp theo đao, thẳng đến đầu của hắn mà đi. Thẳng đến, hai ngón tay đem phượng vũ đao nắm, một người trống rỗng xuất hiện, tay không tiếp nhận hắn một đao kia. Hắn chân nguyên giống như trâu đất xuống biển, đánh đầu thắng đó phượng vũ đao, bị kia hai cây xuân hành tay giống như trắng nõn ngón tay kẹp lấy vậy mà không chút sức mẻ nhất phẩm hơn nữa không là bình thường nhất phẩm cố dương trong lòng biết đụng phải một cái đáng sợ đến cực điểm cường giả không chút do dự buông ra phượng vũ đao thân hình nhanh lùi lại kéo ra khoảng cách tay không tiếp được hắn cái này phải dết một đao là một gã nữ tử mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài chỗ mi tâm có một hạt hồng nốt trùi, toàn thân lộ ra thành thục nữ tử đặc hữu cái chủng loại kia lười biến khí tức. Nàng cặp môi đỏ mộng khẽ mở, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, đao pháp luyện được không tệ, chính là sát tâm có chút nặng. Nói xong, tiện tay đem phượng vũ đao thu hồi, không có chút nào muốn trả lại ý tứ. Cố dương nhìn đến nhau mắt, cái thanh này phượng vũ đao, giá trị 20 vạn. Hắn trầm giọng nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử ánh mắt ở hắn trên người băng khoan một hồi, có chút hăng hái nói, như thế nào, ngươi không phục, nghĩ muốn về sau lấy lại danh dự. Cố dương không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói, ta chỉ muốn biết, vừa rồi trận chiến ấy như thế nào tính toán. Vẫn là nói, cô nương ý định lấy lớn hiếp nhỏ. Ha ha, bổn cô nương làm việc, chưa bao giờ để ý tới người khác cái nhìn, coi như đem ngươi giết, vậy thì như thế nào? Nữ tử nói xong, trong mắt hiện lên nguy hiểm khí tức. Lần này, ở đây tất cả mọi người là như lâm đại địch. Đó là võ giả bản năng cảm ứng được uy hiếp. Cố Dương như trước bất vi sở động, lạnh nhạt nói: cô nương nếu muốn giết ta, vừa rồi cũng đã động thủ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn cho ta khi hắn đá mài đau a, à, hắn rất bình tĩnh, phần này bình tĩnh chính là đến từ hệ thống. Cho tới bây giờ, hắn đều là dựa theo trước đó lần thứ nhất mô phỏng trải qua đến làm việc. Ý vị này, ở mô phỏng trung hắn tất nhiên cũng đụng phải tên nữ tử này, kết quả nàng cũng không có giết hắn. Cho nên, ở trong hiện thực, nàng cũng sẽ không động thủ giết người. Nữ tử trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, có một loại kỳ lạ mị hoặc, ngươi gan thật sự rất lớn. Cố dương đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nghĩ muốn lấy về đao của ngươi, sẽ tới Đông Hải tìm ta. Nhớ kỹ, tên của ta gọi Lan Xu. Nói xong, nàng liền biến mất ở tại chỗ cố dương thậm chí thấy không rõ thân pháp của nàng hắn rốt cuộc biết chính mình cùng đứng đầu nhất phẩm cường giả chi gian có bao nhiêu chênh lệch bất quá nàng rõ ràng đem hắn đau nuốt chuyện này hắn nhớ kỹ đúng lúc này một đạo nhân ảnh ông lấy trên mặt đất liễu triết quay người liền trốn đúng là liễu trừng thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian chạy trốn muốn chạy Cố Dương cười lạnh một tiếng, thân hình thời gian nhoáng một cái, đã đuổi theo đến Liễu Trừng sau lưng. Triết Nhi, chạy mau. Liễu Trừng nghe được sau lưng tiếng xé gió, liền biết trốn không thoát, đem trong ngực Liễu Triết ném ra ngoài, quay người nghênh hướng Cố Dương, một kiếm hướng hắn đâm tới, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Cố Dương người ở giữa không trung, tiện tay bẻ một đoạn nhánh cây, xoẹt thoáng cái, điểm ở Liễu Trừng trước ngực. Trong mắt hắn, người này kiếm pháp quá mức bình thường cùng liễu triết hoàn toàn vô pháp so sánh cũng chính là một chiêu sự tình hắn hiện tại sử dụng cùng đánh bại liễu triết là cùng một chiêu diệt thần cửu thức đệ tam thức đoạn đao thức một chiêu này chuyên xé trời dưới chiêu thức dùng bất biến ứng vạn biến ở đối phương ra chiêu trong nháy mắt tìm đối phương sơ hở một đao phá cùng phá lãng kiếm pháp có gì khúc động công chi diệu nghĩ muốn luyện thành một chiêu này cần đối các loại đao pháp cùng kiếm pháp có cực sâu hiểu rõ. Hắn có thể luyện thành, cũng nhiều thiệt thòi có mấy mô phỏng, nhiều lần như vậy mô phỏng, đã chiếm được thường nhân không cách nào tưởng tượng võ đạo kinh nghiệm. Luyện thành một chiêu này sau, đối mặt thực lực không bằng người của hắn, hầu như đều có thể một chiêu giải quyết. Liễu trừng tại chỗ thổ một ngụm máu, cả người uể oải xuống dưới. Hắn mặt xám như tro, cố dương cái này một đâm, vạch trần hắn khí pháp, làm hắn chân nguyên mất hết đã mất đi sức phản kháng. Tam thúc, cách đó không xa liễu triết thấy như vậy một màn, không khỏi trừng mắt muốn nứt. Cố dương đang hướng hắn nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng, tự hồ muốn nói, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Vì kia lang Su nếu như rời đi, chính là cho thấy một cái thái độ, liễu triết không thể giết, chuyện khác, nàng mặc kệ. Cho nên, hắn ngang nhiên ra tay. Liễu triết giết không được, chẳng lẽ còn giết không được bên cạnh hắn người sao? Lan Xu cũng không có xuất hiện, có nghĩa là suy đoán của hắn là chính xác. Liễu Trừng dùng ánh mắt quán độc nhìn chầm chầm Cố Dương, thở phì phò nói chuyện, triết. Nhi nhất định sẽ thay ta báo thu. Cố Dương không để ý tới hắn, đưa hắn kéo dài tới bên cạnh xe ngựa, Tô Thanh chỉ trước mặt, nói chuyện, giao cho ngươi rồi. Tô Thanh chỉ đã sớm nhận ra Liễu Trừng, người này là Liễu gia số 3 nhân vật, cũng là Liễu gia đao phủ, tất cả bẩn sống, đều là do này đó người đến làm tô gia toàn gia bị diệt, cũng hẳn là người này làm. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tô Thanh chỉ rút ra tùy thân mang theo đoạn kiếm, tiến lên, một kiếm chém vào liễu trừng trên cổ, huyết dịch phun ra đến, tung tóe nàng vẻ mặt. Nàng vẫn còn không hết hận, chém hết một kiếm lại chém một kiếm. Chỉ chốc lát, cổ của hắn cơ hồ bị chém đứt, chỉ hợp với một điểm tí máu. Đầu rũ xuống đến, bị chết không thể chết lại. Tô Thanh chỉ cuối cùng ngừng lại, nằm rạp trên mặt đất, gào khóc. Cố Dương không có mở miệng, tùy ý nàng phát tiết. PS Lại đã thứ hai, cầu phiếu đề cử. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Không đáng để lo. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 085 năm không đáng để lo thật lợi hại. Một bên xem cuộc chiến ô hành vân, như trước đắm chìm ở vừa rồi hai người kia kinh thế hải tục giao phong trung, cẩn thận phỏng đoán cố dương đao pháp cùng liễu triết kiếm pháp. Đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, mình cùng hai người này có bao nhiêu chênh lệch. Cùng là nhị phẩm, thực lực nhưng là hoàn toàn không tại một tầng thứ. Hắn mặc dù thua ở sở tích nguyệt thủ hạ, nhưng là tự hỏi vẫn có cơ hội có thể vượt qua nàng. Nhưng là, cố dương một đao kia, còn có liễu triết một kiếm này cho dù là 5 năm, năm sau, hắn cũng không có nắm chắc tiếp được. Ô Hành Vân lầm bầm nói chuyện, đây mới là đương thời thiên kiêu thực lực ư, nhớ rõ lúc trước, hắn leo lên tìm long bản đệ nhất lúc, cũng sinh ra cùng thiên kiêu bản người phân cao thấp ý tưởng. Vì vậy, hắn liền đi hỏi viện trưởng, mình cùng thiên kiêu bản thượng thiên kiêu so sánh với như thế nào? Viện trưởng lúc ấy hỏi hắn hai vấn đề. Một là, hắn tu luyện có hay không tuyệt thế công pháp? Hắn lắc đầu hay là hắn là hay không đã luyện thành tuyệt thế kiếm pháp. Hắn vẫn là lắc đầu. Viện trưởng nói, thiên kiêu bản đem 20 tuổi giả thiết vì một cái giới hạn là có nguyên nhân. Như tu luyện là bình thường công pháp, mặc kệ thiên tư như thế nào xuất chúng, đều không thể ở 20 tuổi trước đó tu đến nhị phẩm. Bởi vì thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành, không cách nào chịu tải nhị phẩm lực lượng. Tưởng ở 20 tuổi trước đó tu đến nhị phẩm chỉ có tu luyện tuyệt thế công pháp. Này đó tuyệt thế công pháp đều là thượng cổ truyền lưu mà đến, trực chỉ thiên nhân cảnh. Mỗi một môn đều có được thần dị chỗ, trong quá trình tu luyện có thể không ngừng cải tạo thể chất. Chính là bởi vì như thế, mới có thể đánh vỡ thân thể cực hạn, ở 20 tuổi trước đó thành tựu nhị phẩm. Những người này là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Kia công pháp chi thần kỳ, thực lực cường hoành cũng không phải cùng một cái cảnh giới người có thể so sánh. Võ viện trong, đồng dạng tuyệt thế công pháp truyền thừa, là thành lập mới bắt đầu, Đại Chu Thái Tổ lưu lại, tổng cộng có hai môn. Nhưng là đến nay hơn 400 năm, còn không có xuất hiện một cái thiên kiêu bản nhân vật. Có thể thấy được tưởng ở 20 tuổi trước đó, đem tuyệt thế công pháp tu đến nhị phẩm cảnh giới, có bao nhiêu khó. Nói như vậy, chỉ có thể chất cực kỳ phù hợp môn công pháp này, đồng thời lại có tuyệt đỉnh tư chất, mới có thể trở thành thiên kiêu. Ô Hành Vân rất không may, sinh tại nơi này thiên kiêu giếng phun thời đại. Cùng lúc, lại có chính vị thiên kiêu, đây là cực kỳ hiếm thấy. Nói như vậy, một cái thời đại, thiên kiêu bản thường chỉ có hai ba vị. Ít thời điểm, chỉ có một vị. Thậm chí có lúc, liền một vị cũng không có. Thiên kiêu bản thường xuất hiện chính cái danh ngạch, cũng chỉ có 500 năm trước tiền triều những năm cuối, phong vân kích động đại tranh giành thế gian lúc, mới có như vậy rầm rộ. Thiên kiêu, vậy thì như thế nào? Ô Hành Vân ý thức được mình cùng liễu triết như vậy thiên kiêu trên lệch sau, ngược lại khơi dậy trong nội tâm hào hùng. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Cố Dương, ánh mắt cực nóng. Cố Dương đồng dạng là tiềm long bản xuất thân, đồng dạng có thể đánh bại liễu triết như vậy thiên chi kiêu tử. Nếu như hắn có thể làm được, ta vì sao không thể? Một kiếm phá vỡ ngàn trượng sống. Diệt thần đao phát. Sở tích nguyệt đồng dạng đại chịu kinh ngạc, trong lòng có chút không trăm lòng. Các nàng sở gia, đồng dạng có không kém cỏi hai cái này vũ kỹ, minh nguyệt đao cùng ảnh nguyệt kiếm phát. Nhưng là, mẫu thân của nàng nhưng vẫn không có truyền nàng, chỉ nói nàng thực lực không đủ, không cách nào tập luyện. Nếu là nàng có thể luyện thành tùy ý một môn, chưa hẳn không thể cùng hai người này tranh phong sở tích nguyệt trong nội tâm ước lượng, truyền âm nói, dì nhỏ, lần này trở về, ta yêu cầu mẫu thân truyền ta ảnh nguyệt kiếm pháp. Bên tai của nàng, lại truyền đến dì nhỏ thở dài, tích nguyệt, mẹ của ngươi cũng không phải là không muốn truyền cho ngươi, mà là không thể. Minh nguyệt đau lưu lạc, lão tổ lại đang bế quan, ngươi tưởng học cũng không biết từ đâu học lên. Sở tích nguyệt trong lòng kịch chấn. Gia truyền chí bảo Minh Nguyệt Đao bị tận gia đoạt đi một chuyện, nàng là biết rõ đấy. Lúc ấy, nàng hướng tần thượng khiêu chiến lúc, ra tay đặc biệt hung ác, chính là vì ra cái này nhất khẩu ác khí. Lại không nghĩ rằng, Minh Nguyệt đao lưu lạc sau, sở gia đao pháp lợi hại nhất cùng kiếm pháp truyền thừa đều xảy ra vấn đề, phải lão tổ xuất quan mới có thể đạt được truyền thụ. Nàng cũng rốt cuộc biết, vì cái gì tần gia đến đây cầu hôn, mẫu thân vậy mà không có đem người đánh ra đi. Bởi vì, tần gia xính lễ, đúng là Minh Nguyệt đao. Cây đau này, đối sở gia mà nói rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, lòng của nàng không khỏi rối loạn. Tô Thanh chỉ khóc một hồi, cuối cùng ngừng lại, đứng người lên, mặt hướng ba quận phương hướng, quỳ xuống thân, dập đầu mấy cái đầu, dùng cái này cảm thấy an ủi Tô gia một nhà mấy chục khẩu trên trời có linh thiên. Nàng đứng dậy sau, đi đến Cố Dương bên người, nói, "Có thể rời đi." Cố Dương có thể rõ ràng cảm giác ra, nàng biến được có chút không giống với lúc trước, xem ra chính tay đâm một vị cừu nhân sau nàng tích út tại trong lòng cừu hận tan đi một chút hắn nói chuyện bây giờ còn không phải diệt trừ liễu gia thời điểm nữ nhân kia rất lợi hại giết chết một cái liễu gia người còn chưa tính thật muốn giết thượng liễu gia đem liễu gia người đều giết, khó bảo toàn liễu triết sẽ không nổi điên đến lúc đó cái kia gọi lan xu nữ nhân ra tay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi báo thù loại sự tình này không vội ở nhất thời Cô Thanh chỉ gật gật đầu, ôn nhu nói, tất cả nghe theo ngươi. Cố dương làm cho nàng lên trước lập tức xe, quay đầu đối sở tích nguyệt cùng ô hành vân nói chuyện, sở cô nương, ô huynh, đa tạ nhị vị trưởng nghĩa ra tay. Không biết nhị vị kế tiếp muốn đi nơi nào, nếu không phải ghét bỏ lời nói, có thể cùng một chỗ đồng hành, vừa vặn hướng nhị vị thỉnh giáo. Ô hành vân lúc này cười nói, cầu còn không được. Sở tích nguyệt cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý lúc chạng vạn tối hai đạo nhân ảnh phiêu nhiên tới trong đó một vị không ngờ trung niên nhân nhìn xem đầu thân chia lìa liễu trừng sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm thậm chí ngay cả liễu triết cũng không phải đối thủ của hắn kẻ này nếu không mau chóng trừ bỏ ngày sau tất nhiên vì lâm gia đại địch nhị trưởng lão chuyến này còn phải ngài tự mình ra tay bên cạnh là một vị cao ngạo trung niên nhân ăn mặc một bộ áo trắng dưới hàm ba sợi chòm râu thoạt nhìn khí chất bất phàm hắn khinh miệt cười cười một cái nhị phẩm mà thôi không đáng để lo hai người này đều là lâm gia nhân vật trọng yếu lúc trước nói chuyện chính là thính phong đường đường chủ chuyên môn phụ trách công tác tình báo người kia thì là lâm gia nhị trưởng lão nhất phẩm cường giả ở lâm gia địa vị cao cả chuyến này lâm gia đại công tử lâm tử hoa đưa hắn xin đi ra có thể thấy được kia đối cố dương ắt phải chết quyết tâm lâm tử hoa rất rõ ràng khi hắn phái ra mạc vũ đi giết cố dương thời điểm cùng cố dương chi giang cũng đã kết tử thù cố dương luyện nhưng là diệt thần cửu thức từ trước vũ gia phong cách hành sự chính là có cựu oán tất báo bất luận kẻ nào đắc tội vũ gia chi nhân đều là không chết không thôi giống như chó điên giống nhau vũ gia người sẽ có như vậy tính cách cùng hắn tu luyện công pháp rất có quan hệ cái này cố dương nếu như luyện vũ gia đao pháp khó bảo toàn sẽ không giống trước kia vũ gia người như vậy lâm tử hoa không muốn mạo hiểm như vậy vẫn là phái người dết dứt khoát người cho dù trở về chờ lão phu tin tức tốt ba ngày bên trong tất nhiên lấy kia mạng nhỏ nhị trưởng lão lời còn chưa dứt người đã biến mất tại nguyên chỗ dọc theo vết bánh xe đuổi tới thính phong đường đường chủ còn muốn nói điều gì cũng đã không còn kịp rồi ps thứ hai cầu phiếu đề cử bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Nàng rất có tiền ư. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 086 nàng rất có tiền ư. Lâm lượng lưng đeo một thanh phong cách cổ sư trường kiếm, một thân áo trắng, chân đạp nhánh cây, một lướt chính là hơn 10 thước xa, phản phất ngự không mà đi giống nhau, như tiên nhân. Rất xa, hắn trông thấy phía trước trên quan đạo có một chiếc xe ngựa thân xe trên có liễu gia tiêu chí nên chính là việc này mục tiêu không thể nghi ngờ trên mặt hắn hiện lên vẻ mỉm cười đến được không uổng phí công phu hắn đã rất nhiều năm không có ra tay đã qua thế nhân chỉ sợ đều đã quên lâm gia còn có một vị vô ảnh kiếm vô ảnh kiếm đúng là hắn danh hào hắn bước vào nhất phẩm cảnh giới về sau liền có như vậy một cái nhã hào những năm này hắn một mực tọa trấn gia tộc cực nhỏ ra tay. Khoảng chừng 20 năm, đây là hắn lần thứ nhất nhận được nhiệm vụ. Muốn giết, vẫn chỉ là một vị vừa mới đột phá nhị phẩm. Ngược lại là mục tiêu một thân phận khác, làm hắn càng cảm thấy hứng thú. Tìm long bản đệ nhất. Có thể tự tay giết chết một vị tìm long bản đệ nhất, ngẫm lại còn rất kích động. Mắt thấy kia cổ xe ngựa tới gần, lâm lượng đang muốn bay vút đi qua. Lăng. Đột nhiên, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, hầu như đưa hắn trong cơ thể chân nguyên đánh sơ sát, dưới chân hắn không còn, thân hình hạ xuống, rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất. đường đường nhất phẩm cường giả, vậy mà ngã chó gặm buồn. Lâm lượng thân thể thoáng cái bắn lên, về một cái, dùng sau vừa rồi nhanh gấp bội tốc độ quay người thoát đi nơi đây. trước xe ngựa mặt, cố Dương mấy người cưỡi ngựa mà đi, đang trò chuyện được hợp ý. đột nhiên cố dương quay đầu lại nhìn thoáng qua đúng là lâm lượng ngã sắp xuống phương vị sở tích nguyệt hai người tự nhiên cũng nghe đã đến động tỉnh lại không nghĩ bị những cái kia không thể làm chung sự tình quét hào hứng tiếp tục nói cố huynh vừa rồi buổi nói chuyện thật sự là làm tiểu mùi hiểu ra ô hành vân cũng cảm khái nói không thể tưởng được cố huynh ở kiếm pháp một đạo thượng cũng có như thế tạo nghệ hiểu sơ cố dương khiêm tốn nói đồng thời nhị phẩm cảnh giới nhưng là luận võ học tạo nghề hắn so với trước mắt hai vị này không biết cao nhiều ít đây là năm tháng tích lũy sở tích nguyệt cùng ô hành vân đụng phải vấn đề hắn đã từng gặp được qua một chút chỉ điểm liền cởi bỏ hai người nghi hoặc vậy cũng là có qua có lại mới tọa lòng nhau a à? nếu không có sở tích nguyệt đi theo hắn ở đâu có thể có như bây giờ thảnh thơi sớm đã bị lâm gia vị kia nhất phẩm đuổi dết vượt trên thiên hạ mà nửa tháng sau cố dương một đoàn người sửa đi đường thủy, bao hết một cái thuyền, xuôi dòng mà xuống. Cố dương xuyên qua đến cái thế giới này đến nay, khó được đã qua nhàn nhã nửa tháng, một đường chậm ung dung, ban ngày cùng sở tích nguyệt cùng ô hành vân đàm luận võ đạo, thưởng thức dọc theo đường phong quan. Buổi tối cùng Tô Thanh chỉ luyện công. Bên người bao quanh ba vị cảnh đẹp ý vui đại mỹ nữ, thời gian trôi qua tương đối mãn nguyện. Đáng tiếc, như vậy cuộc sống yên tĩnh, rất nhanh đã bị đánh phá. Mấy ngày sau, trong đêm, Cố Dương đang tại trong phòng cùng Tô Thanh Chỉ luyện công. Hai người ngồi ở trên giường, lòng bàn tay dán tại cùng một chỗ, hắn chân nguyên ở Tô Thanh Chỉ trong cơ thể dạo qua một vòng sau, lại trở lại trong cơ thể hắn. Như vậy song tu, với hắn mà nói, hiệu quả vô cùng yếu ớt. Đã đến nhị phẩm về sau, hắn chân nguyên muốn có sở tăng lên, đều muốn dùng năm qua làm đơn vị. Nhưng là đối Tô Thanh Chỉ mà nói, chỗ tốt nhưng là thật lớn đột nhiên trong cơ thể nàng chân khí sôi trào lên đem mấy chỗ kinh mạch từng cái giải khai thình lình đã đột phá đã đến lục phẩm cảnh giới cố dương thu hồi hai tay nhìn xem nàng trong nội tâm không nói ra được hâm mộ tư chất của nàng không khỏi quá nghịch thiên chút vạch lên đầu ngón tay coi một cái nàng bắt đầu tu luyện tới hiện tại bất quá hơn một tháng công phu liền từ một người bình thường tu đến lục phẩm tốc độ như vậy quả thực là nghe rợn cả người đương nhiên nàng có thể đi vào bước nhanh như vậy hắn không thể bỏ qua công lao cố dương cảnh giới càng cao hai người cùng một chỗ lúc tu luyện tô thanh chỉ lấy được chỗ tốt lại càng lớn hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng kêu truyền đến cảm thấy có chút kỳ quái rời phòng đi vào trên bông thuyền bọn hắn thuê chính là cỡ lớn thuyền hoa không gian rất lớn có đầy đủ địa phương cho bọn hắn ở ô hành vân đã trước một bước ra rồi đang nhìn cách đó không xa trên mặt sông chỗ đó có một chiếc thuyền đang hỏa tiếng kêu đúng là theo bên kia truyền đến cố dương lúc ban ngày bái kiến kia con thuyền tự hồ là một chiếc thương thuyền làm hắn ngoài ý muốn chính là đối diện động tỉnh rõ ràng là ba vị nhị phẩm ở đánh nhau cái này đã có thể kỳ một chiếc trên thuyền buông vậy mà tụ tập ba vị nhị phẩm hỏi hắn ô huynh đây là giựt tiền vẫn là báo thu ô hành vân thần sắc nhưng có chút ngưng trọng nhỏ giọng nói chuyện trong đó hai vị là quân đội cao thủ quân đội cố dương càng cảm thấy thật tốt kỳ ở đại chu quân đội là một cái đặc thù thế lực sẽ rất ít cuốn vào giang hồ ân oán trung có thể nhắm trúng quân đội người ra tay kia con thuyền người trên thân phận khẳng định không đơn giản đương nhiên hắn không có xen vào việc của người khác ý tưởng Ô Hành Vân lại càng không có. Võ viện đệ tử xuất sư sau, tuyệt đại bộ phận đều gia nhập quân đội. Chớ nói chi là phụ thân của hắn Tịnh Hải Vương, chính là quân đội một vị đại lão. Lúc này, Sở Tích Nguyệt cũng đi ra, ngắm nhìn kia chiếc thuyền lớn, nói chuyện, kia con thuyền thượng rất có thể là Tiền gia vị đại tiểu thư kia. Ô Hành Vân thần sắc biến đổi, người nói là Tiền gia vị kia đích nữ. Tiền gia, thực sự không phải là thiên hạ chính họ một trong nhưng là luận danh khí to lớn không chút nào thua ở cái này cửu gia đây là thiên hạ có tiền nhất thế gia nói một câu phú khả địch quốc cũng không đủ tiền gia cái này mấy đời người đều là nhân khẩu đơn bạc đến nơi này một đời dòng chính huyết mạch chỉ còn lại một cái nữ tử hai tháng trước tiền gia vị kia thần tài qua đời lại không biết từ nơi này xuất hiện một người tự xưng là tiền gia con riêng vậy mà đạt được không ít người ủng hộ Bắt đầu tiếp nhận tứ hải tiền trang Sở tích nguyệt thanh âm ở giang trong gió Lộ ra có chút lạnh như băng Vị kia tiền đại tiểu thư mấy năm này Một mực dừng lại ở tỉnh Châu Nghe được tin dữ Tự nhiên muốn chạy về Trung Châu Đoạt lại tứ hải tiền trang Cố dương nghe đến đó Đột nhiên nói chuyện Ta nghe nói Tứ hải tiền trang chủ nhân chân chính là Hoàng Thất Tiền gia chẳng qua là người quản lý mà thôi Có phải thật vậy hay không Ô Hành Vân cười khổ nói Cho nên nói việc này tất nhiên dính đến hoàng thất tranh đấu có thể động dụng quân đội cao thủ ngoại trừ hoàng thất còn có thể là ai cố dương lại hỏi vì sao vị này tiền đại tiểu thư chỉ có nhị phẩm võ giả hộ vệ chẳng lẽ tiền gia không có nhất phẩm cường giả ư ô hành vân nói chuyện điều này cũng không kỳ quái nhất phẩm cường giả quá mức chói mắt nếu là mang lên nhất phẩm cường giả tại bên người tương đương nói cho tất cả mọi người nàng muốn quay về trung châu tranh đoạt tứ hải tiền trang nàng đoán chừng là tưởng che giấu làm việc, kết quả, vẫn là lộ hành tung. Sở tích nguyệt thở dài nói, tứ hải tiền trang là hoàng thất túi tiền, kia người sau lưng không biết mưu đồ bao lâu, sao có thể dễ dàng tha thứ nàng phá hư. Phương diện này, thủy quá sâu. Cố dương hỏi người cuối cùng vấn đề, số tiền này đại tiểu thư, rất có tiền ư, ô hành vân nói chuyện, há lại chỉ có từng đó là có tiền, vị này tiền đại tiểu thư ở tỉnh châu mấy năm này, dựng lên một chi đội tàu, chuyên đi Viễn Dương, một chuyến có thể thu lợi mấy chục vạn. Cố Dương đột nhiên nhảy lên mà đi, nói chuyện ta đi đi liền tới. Sở Tích Nguyệt hai người đều ngây ngẩn cả người, nhìn xem hắn bay vút hướng kia con thuyền, trong nội tâm không hẹn mà cùng mà thầm nghĩ, không thể nào. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87. Người có tên, cây có bóng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 087 người có tên, cây có bóng những ngày này, cố dương thời gian trôi qua mãn nguyện, nhưng không có quên mất nguy cơ. Sở tích nguyệt không có khả năng một mực cùng hắn đồng hành, nhiều nhất một năm sau, nàng sẽ rời đi. Đến lúc đó, sẽ không người ngăn trở lâm gia vị kia nhất phẩm. Hắn số dư còn lại chỉ còn lại 53 vạn, chỉ đủ 5 lần mô phỏng, khẳng định không cách nào đột phá đến nhất phẩm cho nên, hắn một mực ở cân nhắc, như thế nào làm một số đại. Cùng sở tích nguyệt hai người đàm luận võ đạo ngoài, cũng nghe ngóng một ít các thế lực lớn sự tình. Hiện tại, hắn cuối cùng đụng phải một cái tuyệt hảo cơ hội. Tiền gia, thiên hạ nhà giàu nhất. Tiền gia duy nhất đích nữ, hôm nay lọc vào tập kích. Còn có sau đây càng cơ hội tốt ư. Cố dương lúc này mở ra hệ thống, tiêu phí 10 vạn lượng, mở ra một lần mô phỏng những ngày này hắn một mực ở tiêu hóa trước đó lần thứ nhất mô phỏng thu hoạch cũng không có sử dụng qua máy mô phỏng trong chớp mắt mô phỏng kết quả là đi ra hắn chỉ tới kịp liếc qua nhìn thấy thuận lợi cứu tiền hy vân chữ đằng sau còn sống vài năm cảm thấy nhất định chỉ cần không phải lập tức sẽ đưa tới trí mạng nguy hiểm với hắn mà nói sẽ không tính toán phiền toái bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm hắn hôm nay đối tiền bạc nhu cầu lượng quá lớn, tưởng đột phá đến nhất phẩm, không có cái mấy trăm vạn lượng đoán chừng đều làm không được. Như là liễu gia cùng phương gia loại này đẳng cấp, lấy hết của cải, đều chưa hẳn có thể lấy được ra nhiều như vậy tiền mặt. Trừ phi, có thể đem lâm gia cho cướp sạch. Hắn lại không có thực lực này. Vừa vặn, đụng phải tiền gia đích nữ có phiền toái, thật là chính là trời ban cơ hội tốt. Cố dương nhảy lên vượt qua 30 mét xa, thân thể mới xuống rơi, bước chân ở trên mặt nước một điểm, lại lần nữa bay lên trời. Mấy cái lên xuống giang, đã đến kia con thuyền đầu thuyền. Ồ, đoạn nhạc đao phát. Hắn liếc một cái trông thấy hỗn chiến trung ba vị nhị phẩm, trong đó vị kia bị vây công nữ tử, sử dụng, dĩ nhiên là đoạn nhạc đao pháp, hơn nữa đem cái này đao pháp luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nàng ở hai vị nhị phẩm vây công dưới, đã là cực kỳ nguy hiểm, trên người có vài chỗ thương thế, toàn thân nhúng máu, lại ương ngành mà ngăn chặn hai người này. Ở sau lưng nàng, có một cái toàn thân chùm trong hát bào người, trong tay bưng lấy một cái màu đen thủy tinh cầu, khởi động một tầng màu đen màn hào quang. Bên cạnh, hai gã tam phẩm võ giả lấy đao bổ chém vào trên màn hào quang, vậy mà không cách nào đem tầng này hơi mỏng màn hào quang phá vỡ. Đây là cái gì quỷ? Cố dương nhìn đến rất là kỳ lạ quý hiếm. Tầng này màn hào quang, nhìn xem như là trong truyền thuyết cương khí vòng bảo hộ, chỉ có nhất phẩm đỉnh phong cường giả mới có thể thi triển đi ra. Nhưng là, như kia hát bào nhân là nhất phẩm đỉnh phong lời nói, tiện tay có thể đem kia hai gã tam phẩm cho bóp chết, nơi nào sẽ để cho bọn họ như vậy mạo phạm. Hai vị tam phẩm mỗi chém một đao, kia hát bào nhân thân thể liền run rẩy thoáng cái, hiển nhiên không cách nào chèo chống quá lâu. Cố dương kỳ là quý hiếm phía dưới, không khỏi nhìn nhiều hai mắt đây là cái gì lực lượng hệ thống cố dương xuất hiện lập tức đưa tới song phương chú ý đặc biệt là đối dấu đầu lộ đuôi một phương mà nói mắt thấy đối phương muốn chống đỡ không nổi rồi lại xuất hiện một cao thủ tự nhiên là cực kỳ cảnh giác một người trong đó dùng thanh âm khàn khàn cảnh cáo nói xin khuyên các hạ chớ để xen vào việc của người khác miễn cho rước họa vào thân cố dương không để ý tới hắn mà là nhìn về phía chính chủ cũng tức là bị tầng kia màu đen màng hào quang dưới sự bảo vệ nữ tử. Nữ tử một thân tố cảo, trên đầu đeo một đóa bạch hoa, tướng mạo có chút thanh tú, thần sắc có chút bi phẫn cùng thống khổ. Hỏi hắn, nhưng là tiền gia tiền cô nương. Nữ tử ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, ngưng trọng nói chuyện, là ta. Ta nghĩ với ngươi đàm phán một cái cọc sinh ý, ta cứu ngươi một mạng, ngươi muốn trả tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Cố dương nở nụ cười, nếu nàng hỏi cũng không hỏi, liền một lời đáp ứng xuống tới, đó mới có vấn đề. Hắn nói chuyện, ba triệu lượng, ta muốn tiền mặt, trong vòng ba tháng thanh toán tiền. Nữ tử không chút do dự nói chuyện, thành giao. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, kia hai vị vây công nhị phẩm thế công biến đổi, chiêu thức biến được lăng lợi đứng lên. Bị vây công nữ tử vốn chính là nó mạnh hết đà, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một người trong đó. Tên còn lại đau trong tay, như thiểm điện bổ về phía cổ của nàng Mắt thấy nàng muốn mệnh tan tại chỗ Tiếp theo sát, cố dương đã xuất thủ Hơn hai mươi thước khoảng cách Trong nháy mắt liền tới Trường đao trong tay dĩ nhiên ra vỏ Phượng vũ đao bị vị kia tên là Lan Xu Nữ tự cướp đi sau Hắn ở trên đường mua cây đao này O O O N G Đao một vỏ, một cổ kinh khủng sát ý Lập tức đem hai người kia bao phủ ở hai vị này nhị phẩm võ giả, con mắt đều là co rụt lại. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cũng không có sao phong phú, người này vừa ra tay, bọn hắn liền biết mình cũng không phải đối thủ. Rút lui. Hai người không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại, nhảy vào trong nước. Hai gã khác đang tại ra sức nghĩ muốn đánh bại màn sáng tam phẩm, phản ứng cũng là cực nhanh, đồng thời lui lại, nhảy lên dựng lên, nhảy vào trong nước. Cố dương không có đuổi theo, còn đao nhập vỏ. Giết bốn người này cũng không khó, chỉ là không có tất yếu. Từ Nhược Mai đã từng nói qua, quân đội người, từ trước đến nay cực kỳ đoàn kết, có thể không trêu chọc sẽ không muốn trêu chọc. Giết bọn chúng đi, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Hắn cùng tiền cô nương giao dịch, chẳng qua là cứu nàng một mạng, cũng không phải giết người. Khi bốn vị tập sát người rút đi sau, tiền hy vân cảm thấy buông lỏng, đối canh giữ ở phía trước hát bào nhân nói chuyện, Lily, Thu A, trên đỉnh đầu đạo kia màn sáng lập tức biến mất, hát bào nhân cũng hầu như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hiển nhiên, duy trì đạo này màn sáng, đối với nàng mà nói, cũng là một cái thật lớn gánh nặng. Tiền Hy Vân đi đến cố dương trước mặt, trịnh trọng địa hành thi lễ, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Người nọ lại nói, ừ, còn muốn phiền toái tiền cô nương viết một trương phiếu nợ. Tiền Hy Vân không khỏi khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu, lấy ra tùy thân mang theo một trương màu trắng khăn lụa, cắn nát đầu ngón tay, đã viết một trương phiếu nợ. Tư thiếu ân công bạch ngân 3 triệu lượng chỉnh, trong vòng 3 tháng thanh toán tiền. Thiếu nợ người, tiền hy vân. Cuối cùng, càng là từ trong lòng lấy ra một phương bảo lưu dấu gốc của ấn triện, trân trọng mà che ở phía trên. Cố dương tiếp nhận kia trương khăn lụa, vừa ý trước mặt nội dung, rất hài lòng. Không hổ là người làm ăn, làm việc chính là chú ý. Tiền Hy Vân lại nói, kính xin ân công hộ tống chúng ta tiến đến Trung Châu. Cố Dương đã sớm ngờ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, bên người nàng hai cái hộ vệ, đều bị thương không nhẹ. Dưới tình huống như vậy, có thể trở về đến Trung Châu mới là lạ. Hắn lại lần nữa mở ra hệ thống nhìn thoáng qua, xác nhận ở mô phỏng Trung, cuối cùng thành công đem nàng đưa đến Trung Châu, hơn nữa lấy được 3 triệu lượng, mới lên tiếng, có thể. Cố Dương nói xong, đối hơn 100 mét bên ngoài thuyền hoa phương hướng nói chuyện, làm nhà đò đem thuyền mở tới đây. Thanh âm của hắn xa xa truyền đi qua, rất nhanh, kỳ chiếc thuyền hoa liền thay đổi phương hướng, hướng bên này lái tới. Tiền Hy Vân thấy hắn đáp ứng, cũng không có sách cái khác điều kiện, trong nội tâm sinh ra một tia hảo cảm, hỏi, không biết ân công cao tính đại danh. Cố Dương Tiền Hy Vân thần sắc chấn động, nguyên lai là tiềm long bản đệ nhất, một đao đánh bại thiên kiêu liễu triết cố công tử ở trước mặt hy vân thất lễ cái này hơn nửa tháng tìm long bản đệ nhất cố dương một đao đánh bại thiên kiêu bản thứ chín liễu triết một chuyện đã sớm truyền khắp toàn bộ đại chu là lập tức rất quanh động sự kiện bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng cố dương nói ra tên của mình sau tiền hy vân cùng vị kia nhị phẩm thái độ đã hoàn toàn bất đồng ts buổi sáng không có việc gì làm gõ chương một đổi mới nói trước. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Đắc thủ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 088 đắc thủ, hai vị này là Cố dương nhìn về phía tiền hy vân bên cạnh hai gã hộ vệ, hắn đối hai người kia càng hiếu kỳ. Tiền hy vân nói chuyện, các nàng đều là đồng bạn của ta, vị kia toàn thân nhúng máu nữ tử ông quyền nói, thiên tâm võ quán, trình tuyết. Quả nhiên là thiên tâm võ quán đệ tử. Cố dương xem nàng vừa rồi sử dụng chính là đoạn nhạc đao pháp, thì có sở suy đoán. Hắn mỉm cười nói, quả nhiên là trình quán chủ cao túc, tôn xưng của học trò người khác. Trong hiện thực, hắn mặc dù cùng trình thiên tâm chưa từng gặp mặt, nhưng là ở mô phỏng trung, đã đánh qua rất nhiều lần quan hệ, rất quen thuộc. Không nghĩ tới, Trình Thiên Tâm đã bồi dưỡng được một vị nhị phẩm đi ra. Nghĩ đến, nếu như dựa theo nguyên bản lịch sử tiến trình, vị này Trình Tuyết sẽ chết ở chỗ này, thế cho nên vài năm sau, Trình Thiên Tâm một chết, Thiên Tâm võ quán không người chủ trì đại cục, rất nhanh sụp đổ. Cố Dương nghĩ tới đây, tâm tình thật tốt. Ở rất nhiều lần mô phỏng trung, hắn từ phía trên tâm võ quán chỗ đó đạt được rất nhiều chỗ tốt, Trình Thiên Tâm đối với hắn cũng coi như không tệ. Có thể cứu dưới Trình Tuyết, coi như là cho thiên tâm võ quán hội báo a. À. Trình Tuyết hỏi, Cố công tử nhận ra nghĩa phụ ta. Cố Dương nói chuyện, chưa từng gặp mặt, lại bạn tri kỷ đã lâu. Trình Tuyết nghe ra hắn trong giọng nói thiện ý, nguyên bản nghiêm túc thần sắc, hòa hoãn một ít. Cố Dương vừa nhìn về phía cái khác hắc bào nhân, cuối cùng thấy rõ mặt mũi của nàng, nàng rõ ràng cho thấy dị tộc, màu da kỳ bạch, đồng tử là màu xanh ngọc, cái mũi cao thẳng, Mũ phía dưới duỗi ra một đám tóc màu vàng kim. Đúng là một cái người da trắng. Có thể ở cái thế giới này chứng kiến một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng là thật là tương đối ly kỳ sự tình. Chỉ nghe nàng dùng sức sẹo đại chu ngôn ngữ nói chuyện, ta là Lily. Bên cạnh Tiền Hy Vân giải thích nói, Lily đến từ Viễn Dương Hải ngoại, xa xôi Tây đề đại lục. Cố Dương nhìn không được nói, nàng kia vừa rồi sử dụng không phải là ma pháp a, à, Lily li làm như nghe hiểu nàng lời nói, sắc mặt hơi hơi biến, "Cải chính, ta là một gã thuật sĩ, sử dụng là chính kinh pháp thuật." Cố Dương đột nhiên cảm thấy, cái thế giới này địa độ chỉ sợ so với trước trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Lực lượng hệ thống cũng không chỉ có võ đạo một con đường. Lúc này, khi chiếc thuyền hoa dựa đi tới, cách hơn 10 thước. "Đi thôi." Cố Dương mang theo ba người về tới thuyền hoa. Cho các nàng dàn xếp đã đến trong một cái phòng trống. Thật có lỗi, trước đó không có trải qua đồng ý của các ngươi, liền đem người khác đưa đến trên thuyền đến. Cố Dương trở lại trên bông thuyền, hướng Sở Tích Nguyệt cùng Ô Hành Vân biểu đạt ấy nấy. Sở Tích Nguyệt đối với cái này cũng không thèm để ý, nói chuyện, Cố huynh làm việc đều có đạo lý của ngươi. Nàng không muốn chủ động ông phiền toái trên thân, nhưng không có nghĩa là nàng liền sợ hãi phiền toái thiên hạ chính họ cùng hoàng thất quan hệ tương đối vi diệu nếu có cơ hội bất luận là cái đó một nhà đều rất thích ý vũng hố hoàng thất một thanh trái lại cũng giống như vậy ô hành vân trêu ghẹo nói cố huynh chớ không phải là coi trọng vị kia tiền cô nương ta xem vị này tiền cô nương đoan trang đại khí đúng là lương xứng cố dương trong nội tâm ấm áp hai người này thật đúng là khéo hiểu lòng người đúng là có thể qua lại người ô hành vân lời nói lại làm cho trong lòng của hắn khẽ động, nếu như, làm tiền gia con rể, về sau chẳng phải là không cần vì tiền sự tình phát sau. Sở tích nguyệt cùng ô hành vân thấy hắn không có phản bác, còn tưởng rằng hắn chấp nhận, đều có chút kinh ngạc, vốn định khích lệ thoáng cái, cuối cùng vẫn còn cái gì cũng chưa nói. Tiền gia cái này đầm nước quá sâu. Dùng tiền gia vị kia thần tại khi còn sống thủ đoạn, như trước không bảo vệ được ruột thịt tự mạch, nguyên một đám ly kỳ tử vong cuối cùng, chỉ còn lại tiền hy vân cái này một cái dòng độc đinh, còn là một nữ tử. Về sau, chỉ có thể đem cái này còn sót lại cháu gái đưa đến vạn dặm bên ngoài tỉnh Châu, mới bảo trụ cái này một chi huyết mạch. Hôm nay, vì kia thần tại đều chết hết, tiền hy vân vẫn còn muốn đi Trung Châu tranh giành tứ hải tiền trang, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Đừng nói cố dương như vậy nhị phẩm, coi như là thần thông cảnh, cũng không giữ được nàng. Tiền gia, cũng không phải không có thần thông cảnh. Như vậy vòng xoáy, người khác đều tránh e sợ cho không kịp. Cố Dương như đơn giản chỉ cần muốn nhảy vào đi, kết cục sẽ không quá tốt. Đêm đã khuya, Cố Dương trở lại gian phòng mới có cơ hội mở ra hệ thống, xem xét vừa rồi mô phỏng kết quả. Ngươi cùng Sở Tích nguyệt đám người đồng hành, ở La Giang đi thuyền mà đi, gặp được Tiền Hy Vân thuyền bị tập kích, ngươi ra tay đem nàng cứu, nàng đã viết một trương 300 vạn lượng phiếu nợ ngươi đáp ứng hộ tống nàng tiến đến Trung Châu. Mấy ngày sau trong đêm, ngươi mang theo tiền hy vân cùng Lily lặng lẽ đã đến trên bờ. Trên đường đi ban ngày phục đêm ra. Nửa tháng sau, cuối cùng đi đến Trung Châu. Ở Trung Châu cửa thành, các ngươi tao ngộ một vị nhất phẩm cường giả tập sát, ngươi ngăn cản được ba chiêu, liền lực có đãi đang muốn thoát đi lúc. Tiền gia một vị nhất phẩm cường giả kịp thời đi đến, đem đối phương đánh lui. Xong việc, đến từ vị đại lục thuật sĩ li li ngộ nhận ngươi vị thánh sứ chết sống muốn đi theo ngươi tiền hy vân an toàn đến tiền phủ sau thực hiện hứa hẹn đem một cái ấn dám giao cho trong tay ngươi còn có một phần chuyển nhượng khế ước đem tỉnh châu hiệu buông, tính cả hơn 10 chiếc thuyền biển định giá 300 vạn lượng chuyển cho ngươi về sau ngươi cùng li li cùng nhau rời đi trung châu trở lại la giang cùng sở tích nguyệt đám người tụ hợp sau đó các ngươi thay đổi tuyến đường tiến đến tỉnh Châu. Một tháng sau, các ngươi đến tỉnh Châu, trải qua hai tháng vận tác, đem hiệu buôn đấu giá mất sau, được 350 vạn lượng. Ô Hành Vân cùng tỉnh Hải Vương tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ngươi cũng thành vương phủ thượng khách. Mười tháng sau, sở tích nguyệt cùng ngươi tạm biệt, phiêu nhiên mà đi. Ngươi ở lại tỉnh Châu, cùng tỉnh Hải Vương nói ra mấy cái trên buôn bán đề nghị, vương phủ thu hoạch tương đối khá ngươi đạt được tỉnh hải vương coi trọng biết rõ ngươi say mê võ đạo liền đem ngươi giới thiệu cho một vị lão giả ở hắn chỉ điểm dưới ngươi đao đạo có chỗ tinh tiến tám năm sau nhất phẩm bản thứ hai tịch thiên dực khiêu chiến tỉnh hải vương một trận chiến phía dưới hai người song song bước vào thần thông cảnh đột nhiên một vị thần bí thần thông cảnh cường giả xuất hiện dùng mạnh mẽ tuyệt đối thực lực đem hai người tập sát tại chỗ ô hành vân kế thừa tỉnh hải vương vị dưới cờ một gã đại tướng không phục, đột nhiên cử binh tạo phản, người lâm vào quân trận trong, không cách nào đột xuất vòng vây, cuối cùng kiệt lực mà chết. Hưởng thọ 31 tuổi. Cố Dương sau khi xem xong, trong nội tâm nắm chắc. Ít nhất, hộ tống tiền hy vân chuyến này là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng cũng thuận lợi lấy được 3 triệu 500 ngàn lượng, so với lúc trước nàng hứa hẹn còn nhiều thêm 50 vạn. Mặc dù, đã trải qua một ít khó khăn trắc trở. Hơn nữa, còn thúc đẩy ô hành vân cùng hắn phụ thân tỉnh Hải Vương hòa giải, thông qua hắn, đạt được vị này nhất phẩm bản đứng đầu bản cường giả coi trọng, có tỉnh Hải Vương phủ che chở, thuận lợi cậu 8 năm. Cái này ô hành vân, thật đúng là phúc của hắn đem. Mô phỏng chấm dứt, ngươi có thể giữ lại phía dưới trong đó một hạng. Một, 31 tuổi lúc võ đạo cảnh giới. Hai, 31 tuổi lúc võ đạo kinh nghiệm. 3. 31 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Cố Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tuyển hai. Hiện tại lúc này, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu tương đối trọng yếu. PS. Lần thứ nhất sớm như vậy đem chương không hai. Đuổi ra đến, vung hoa, cầu phiếu đề cử. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Thánh Sứ bạn đang nghe truyện tại me-truyện-audio.com. Đêm đã khuya, Cố Dương đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cố Huynh nghe thanh âm, đúng là Sở Tích Nguyệt. Hắn mở cửa, thấy nàng dẫn theo hai bầu rượu, mời hắn đi ra bên ngoài uống một chén. Hắn vui vẻ đáp ứng. đã đến đầu thuyền chỗ, hai người dựa vào mạng thuyền, vừa uống rượu biên nói chuyện phím. Trên bầu trời ánh trăng như nước chảy bình thường, chiếu rọi ở trên mặt sông, lóe ra lăng tăng sóng ánh sáng. Trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước tróc trách, bằng thêm vài phần yên tĩnh. Cố dương nhìn trước mắt sở tích nguyệt, một bộ áo trắng, ở dưới bóng đêm, trắng nõn làn da hiện ra động lòng người hào quang, Mỹ đến làm cho người ta say mê. Tại đây dạng bầu không khí dưới, hắn cũng không khỏi có chút tim đập thình thịch. Hắn rốt cuộc biết, nàng tại sao phải đạt được một cái hoa nhường nguyệt thẹn danh hào sở tích nguyệt dịu dàng ánh mắt nhìn chăm chú lên nam nhân ở trước mắt cầm lấy rượu trong tay hũ cùng hắn đụng một cái ngửa đầu liền uống một ngụm trên gương mặt rất nhanh nổi lên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ cố dương chấp mũi quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt là mùi rượu cùng trên người nàng truyền đến mùi thơm hỗn tạp cùng một chỗ uống một ngụm rượu thì có một loại hơi say cảm giác bay bổng cố huynh Ngươi cũng biết tiền gia lai lịch. Trong gió nhẹ, truyền đến Sở Tích Nguyệt thì thầm giống như thanh âm. Cố Dương thanh tỉnh một ít, rốt cuộc biết nàng tìm đến mình mục đích, lắc đầu nói, không biết. Tiền gia tổ tiên vốn là Đại Chu Thái tổ quản gia, cho nên mới có thể thay Hoàng thất chưởng quản túi tiền. 400 năm đến, số tiền này cái túi cũng vẫn luôn là do tiền gia các thời kỳ tử tôn chưởng quản. Thâm thụ Hoàng thất tín nhiệm. Nói như vậy, tiền gia tương đương với hoàng thất bao tay trắng, dùng phong kiến thời đại cách nói, cũng tức là gia nô. Cái gọi là tín nhiệm, là tương đối không đáng tin cậy sự tình, đặc biệt là đem thời gian kéo đến 400 năm chiều dài, càng không có cái gì tín nhiệm đáng nói. Cố dương trong nội tâm nghĩ đến, đã có không có xen vào, lặng lặng nghe nàng nói. Thẳng đến tiền gia thường một đời người trưởng quản, xuất hiện một vị mới có thể ra chúng nhân vật, bị người trong thiên hạ xưng là thần tài làm tiền gia sinh ý, đạt đến một cái trước đó chưa từng có trình độ. Nếu chỉ là như thế, hoàng thất cũng sẽ không để ý hết lần này tới lần khác vị này thần tại một đứa con trai, leo lên thiên kiêu bản. Đó là 40 năm trước sự tình. Cố dương nghe đến đó, thì có chỉ ra trận nhìn. Tiền gia lại có thể kiếm tiền, đối hoàng thất mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp, như cũ là chính mình mấy rút tiền ATM. Nhưng là, làm tiền gia ra một vị thiên kiêu tình huống liền không hề cùng dạng leo lên thiên kiêu bản có nghĩa là thần thông cảnh có hy vọng một khi tiền gia xuất hiện một vị thần thông cảnh sẽ rất khó đã khống chế chỉ nghe sở tích nguyệt nói chuyện vài năm sau tiền gia cái vị kia thiên kiêu bị một vị khác thiên kiêu khiêu chiến chết trận tại chỗ hơn nữa từ đó về sau tiền gia đệ tử bởi vì các loại ngoại ý muốn mà chết cuối cùng chỉ còn lại vị kia tiền hi vân. Cố Dương không khỏi cảm thán, cái này Hoàng thất thật sự là ngoan độc, phát hiện dưỡng chó không nghe lời dấu hiệu, đã đi xuống ác như vậy tay. Lại nói, loại này diệt trừ thiên kiêu thủ đoạn, còn rất nhìn quen mắt. Trước đó một lần mô phỏng, vị kia hoàng hậu cũng muốn lợi dụng hắn đến Diệt trừ Văn viện cái vị kia thủ tịch đệ tử. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là dùng giống nhau thủ đoạn. Tiền gia vị kia thần tại đem duy nhất cháu gái đưa đi vạn dặm bên ngoài tỉnh Châu, nàng mới có thể bảo trụ một mạng. Đây là tiền gia cùng hoàng thất ăn ý, tiền gia hậu đại không hề nhúng chàm tứ hải tiền trang, dùng cái này đến bảo trụ tiền gia cuối cùng huyết mạch. Tiền hy vân nếu là có thể ở lại tỉnh Châu, tự có thể bình an vô sự. Nhưng là, nàng hiện tại muốn đi chuyến kia một bãi vũng nước đục, thực sự quá nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, bên cạnh một cái bi phẫn thanh âm đâm tới đây, ông nội của ta bị chết không minh bạch, coi như lại nguy hiểm, ta cũng muốn thay lão nhân gia ông ta lấy cái công đạo. Cố dương cùng sở tích nguyệt tất cả giật mình. Dùng thực lực của bọn hắn, vậy mà không có phát hiện có người ở bên cạnh nghe lén. Chỉ thấy vài mét bên ngoài, hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, đúng là tiền hy vân cùng vị kia gọi Lily li thuật sĩ. Cố dương lập tức kịp phản ứng, đây là Lily li pháp thuật, khả năng tàn hình một loại. Có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, quả nhiên đủ thần kỳ. Sở tích nguyệt trong mắt hiện lên một tia dị sắc, dị đại lục pháp sư Lily nhắc tới làng váy, thi lễ một cái, uống nắng nàng cách nói, ta là Lily, là một gã thuật sĩ Sở tích nguyệt đối với dị đại lục hiểu rõ có hạn, cũng không rõ ràng lắm thuật sĩ cùng pháp sư khác nhau, gật gật đầu, không có hỏi lại Nàng nửa đêm tìm đến cố dương uống rượu, nguyên bổn chính là tưởng khuyên can hắn làm hắn không muốn đi chuyến tiền gia cái này trôi vũng nước đục, ai ngờ cuối cùng bị người trong cuộc cho đã đến, nhiều ít có chút xấu hổ. Tiền Hy Vân nói xong câu nói kia sau, vốn là thi lễ một cái, thật có lỗi, nghe lén nhị vị nói chuyện. Sở tích nguyệt nói, dùng ngươi trước mắt tình cảnh, đối với chúng ta có đề phòng chi tâm, cũng rất bình thường. Tiền Hy Vân quay đầu nhìn về phía cố dương, tiểu mùi tình cảnh, tự như vị này sở cô nương theo như lời, cực kỳ hung hiểm, trên đường đi, không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn lấy tánh mạng của ta. Cố huynh nếu là tưởng rời khỏi, tiểu muội không một câu oán hận. Chẳng qua là, nếu là tiểu muội tin người chết truyền ra, cố huynh chỉ sợ không cách nào đạt được muốn đồ. Cố dương cảm thấy lời của nàng không sai, nàng cái này thương hội chủ nhân đã chết. Ở lại tỉnh Châu Thương hội, hoặc là bị khác thế lực chiếm được, hoặc là bị phía dưới người qua phân. Ở đâu đến phiên hắn? Hắn cất cao giọng nói, ta nếu như đáp ứng cùng ngươi đi một chuyến, cũng sẽ không nuốt lời. Cô nương đi đầu trở về nghỉ ngơi. Tiền Hy Vân không có nói cái gì nữa, thi lễ một cái, mang theo Lily li đi trở về. Cố Dương quay đầu đối sở tích nguyệt nói chuyện, ta minh bạch ý của ngươi, chuyến này, ta tiễn đưa nạn đến Trung Châu, liền là bước ra. Sở tích nguyệt nghe hắn nói như vậy, không có khuyên nữa, nhắc tới bầu rượu. Hai người đụng một cái, đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch hết thảy, đều ở không nói lời nào. Hai ngày sau. Thừa dịp cảnh ban đêm, Lily lấy ra cái kia màu đen thủy tinh cầu, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một lát sau, một đạo lực lượng vô hình đem nàng cùng cố dương còn có tiền hy vân bao phủ ở, ba người thân hình hư không tiêu thất. Ở khả năng tàn hình gia trị dưới, cố dương mang theo các nàng lặng yên không một tiếng động rời đi thuyền hoa, đã đến trên bờ. Về phần trình tuyết, liền ở lại thuyền hoa trung dưỡng thương chủ yếu là Lily li khả năng tàn hình, phạm vi chỉ có thể bao trùm ở ba người. Đây cũng là vì cái gì tiền hy vân chỉ dẫn theo hai người nguyên nhân, vốn định đột nhiên trở lại Trung Châu, đánh người khác một cái trở tay không kịp. Ai biết, vẫn là gặp được tập kích. Điều này cũng có nghĩa là, tiền hy vân bên người có phản đồ. Điểm này, Cố Dương đều đã nghĩ đến, tiền hy vân cái này người trong cuộc, tự nhiên sẽ không nghĩ không tới. Bất quá, xem trình tuyết trên thuyền dốc sức liều mạng bộ dạng, nàng hẳn không phải là cái kia phản đồ. Lily thì càng không thể nào. Mãi cho đến trăm dặm có hơn, Lily mới triệt hồi khả năng tàn hình. Đoạn đường này, đều là cố dương mang theo các nàng đi. Hắn đề nghị dừng lại nghỉ ngơi một chút, xem Lily bộ dạng, thi triển khả năng tàn hình, đối với nàng tiêu hao thật lớn. Cố dương cũng ngồi xếp bằng xuống đất, vận công điều tức. Một lát sau, chỉ thấy một đạo ngọn lửa nóng bỏng vần quanh ở hắn quanh người, giống như thực chất bình thường. Tiền Hy Vân ở một bên xem ngay người, nàng bản thân cũng có ngũ phẩm tu vi, lại có danh sư chỉ điểm, tự nhiên rất rõ ràng đây là cái gì. Hắn chân nguyên sắp ngưng tụ thành thực chất, có thể so với nhất phẩm cường giả cương khí. Hắn sở tu luyện, không thể nghi ngờ là một môn tuyệt thế công pháp. Trách không được có thể trở thành tiềm long bản đệ nhất. Dùng tuổi của hắn nếu là tuổi trẻ cái một hai tuổi, đủ để leo lên thiên kiêu bản. Nàng bên cạnh Lily li thân thể càng là ức chế không nổi mà run rẩy lên, lắp bắp nói. Sau đó, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tiền Hy Vân đã gặp nàng phản ứng như vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng hiệu buôn, chính là cùng tay đê đại lục người Việt buôn bán, đối dị vực ngôn ngữ có chút tinh thông, nghe ra nàng mới vừa nói ra âm tiết, ý là thánh sướng. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Trăm vạn lượng treo thưởng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không không trăm vạn treo thưởng cố dương mở to mắt, nhìn xem thành kính mà quỳ trên mặt đất Lily, hỏi, ngươi đây là ý gì? Lily hiển nhiên có chút kích động, trong miệng chích đáy oa rồi nói xong một loại kỳ quái ngôn ngữ. Hắn nhìn về phía một bên ngu ngơ tại đâu đó tiền hy vân, hỏi, ngươi có thể nghe hiểu lời của nàng ư, tiền hy vân nhìn xem ánh mắt của hắn biến được kỳ dị, nuốt thoáng cái nước miếng, nói chuyện, nàng giống như đem ngươi nhận thức làm cái gì thánh sứ, một người tên là thần điểu hội môn phái. Nói muốn cho ngươi quay về Tây Đê Đại Lục, giải cứu cái gì tín đồ các loại. Nói xong, nàng nhìn không được hỏi, cố huynh đi qua Tây Đê Đại Lục. Cũng không có. Cố dương lắc đầu nói, hắn biết rõ, vấn đề hơn phân nữa là hắn tu luyện phượng vũ cửu thiên môn công pháp này phía trên. Cái gì thần điểu hội, hơn phân nữa là phượng hoàng hội, tiền hy vân phiên dịch không tới nơi tới chốn A. À. Hắn theo mô phỏng trung biết được Lily đưa hắn ngộ nhận là thánh sứ, liền thử đem chân nguyên triển lộ ra, quả nhiên, nàng lúc này nạp đầu liền bái. Hắn đối Lily nói chuyện, người trước đứng lên. Nàng rồi mới từ trên mặt đất bò lên, trên mặt cung kính. Cố dương nói chuyện, À, không phải cái gì thánh sứ, ngươi nhận lầm người. Lily nhưng là lắc đầu, trong miệng lầm nhầm nói cái gì, còn kèm theo một hai câu đại chu lời nói. Cố dương đại khái nghe hiểu, xem ý của nàng, là nhận thức đúng chính mình. Hắn cùng nàng hàn huyên vài câu, vốn định theo nàng chỗ đó, biết rõ ràng thuật sĩ tu hành phương thức. Đáng tiếc, hai người là gà với việc giảng, ngôn ngữ không thông, trao đổi đứng lên quá mức khó khăn. Tiền Hy Vân cũng là bất lực, đối với tây đê đại lục ngôn ngữ nàng cũng liền có thể ứng phó thông thường trao đổi dính đến chuyên nghiệp thuật ngữ đồng dạng không hiểu ra sao cố dương chỉ có thể đại khái nghe hiểu nàng nói là minh tưởng xem ra chỉ có thể đợi nàng đem đại chu ngôn ngữ học đến tinh thông sau mới có cơ hội biết rõ ràng thuật sĩ tu hành phương thức tiền hy vân nói kỳ thật tỉnh châu có một chút đến từ tây đê đại lục thuật sĩ cùng pháp sư còn có một chút thần quan bọn họ tu hành phương thức cùng đại chu hoàn toàn bất đồng. Đại khái là thông qua minh tưởng, cùng thần linh, hoặc là có chút thiên địa ý chí câu thông, từ đó thu hoạch được pháp thuật. Trong ngôn ngữ, nàng đối loại này tu hành phương thức có chút không cho là đúng. Đại chu võ đạo, đều là cầu chư bản thân. Chướng mắt loại này cầu thần linh ban cho lực lượng phương thức, cũng rất bình thường. Cố dương lại hỏi Lily, ngươi vì sao phải đến đại chu? Lily lại là một hồi lầm nhầm. Tiền Hy Vân phiên dịch nói, nàng nói, nàng việc này là vì tìm kiếm một quyển thất lạc thánh điển. Thánh điển? Không phải là phượng vũ cửu thiên môn công pháp này ư? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, đã bị cố dương loại bỏ. Phượng vũ cửu thiên môn công pháp này mặc dù thần dị, nhưng là chính nhi bác kinh võ đạo phương pháp, tuyệt đối không thể có thể tới tự dị vực. Hỏi lại Lily kia bản thánh điển thất lạc ở nơi nào, nàng cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Liên tại ở đâu cũng không biết, cái kia có thể tìm vận may. Ba người nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, tiếp tục chạy đi. Lần này, cố dương thuận lợi gặt hái được một cái tiểu tùy tùng, tiền hy vân nhưng là một điểm tính khí cũng không có. Kế tiếp, Lily sử dụng một cái pháp thuật, thuật ngụy trang, làm ba người thay hình đổi dạng, đến một tòa thành trấn mua ba con ngựa dùng để chạy đi. Như vậy, cũng không dùng lo lắng bại lộ hành tung, cũng có thể nghe ngóng một ít tin tức ba ngày sau ba người đã đến một cái độ khẩu nhìn thấy ven đường có một cái lều trà vừa vặn khác liền dừng lại đến bên trong muốn ba chén nước trà bên cạnh truyền đến hai cái giang hồ nhân sĩ nói chuyện âm thanh nghe nói không có hồng nhan bản thứ mười vị kia tào gia đại tiểu thư treo thưởng một trăm vạn lượng tìm kiếm một gã nam tử hành tung cố dương uống nước động tác dừng lại ánh mắt hướng hai người kia lườm đi chật chật, không hổ là cửu đại thế gia một trong, vừa ra tay chính là một trăm vạn lượng, thật là lớn thủ bút a à, cũng không biết nam tử kia là của nàng cừu gia, vẫn là tình lang, nhất định là cừu gia. Nghe nói kia tạo y y trời sinh tính phong lưu, tình lang vô số, nơi nào sẽ đối một người nam nhân nhớ mãi không quên. Xuyệt, chớ có lên tiếng, ngươi muốn chết a, à, nếu là bị tào gia người nghe thấy, ngươi không phải tự tìm phiền toái ư, là tiểu đệ sai. Ta cảm thấy được vị này tạo ra đại tiểu thư rất có thể chính là đùa dẫn người chơi muốn thật muốn tìm người lời nói vì sao ngay cả danh tự cùng tướng mạo cũng không có cái này muốn làm sao tìm được vậy cũng chưa chắc một trăm vạn lượng tiền mặt liền chồng chất tại tịnh châu thành một tòa trong sân cố dương nghe đến đó đã biết rõ tào y y có chủ ý gì nàng thả ra tiếng gió không ở ngoài là muốn cho hắn chủ động tìm tới cửa đi nàng ngược lại là rất thông minh thoáng cái đã tìm được hắn uy hiếp đó chính là tiền một trăm vạn lượng cố dương vẫn là rất động tâm chẳng qua là nàng dám thả ra gió đến nhất định là thiết lập cạm bẫy hắn thật muốn đi vậy thì thật là chui đầu vô lưới bất quá hắn vẫn là đem việc này nhớ kỹ chờ hắn có thực lực lại đi lấy tiền không muộn ba người nghỉ ngơi sau khi tiếp tục chạy đi lúc này bọn hắn đã đã rời đi la châu đã đến Tịnh Châu. Màn đêm buông xuống, Cố Dương bọn hắn ở một tòa nội thành ở lại. Vào lúc canh ba, hai đạo nhân ảnh theo trong khách sạn chạy tới, đúng là Cố Dương cùng toàn thân bao vây lấy áo đen Lily. "Đi." Hắn vung tay lên, Lily liền sử dụng ra khả năng tàn hình, hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Một lát sau, ẩn thân qua đi Cố Dương cùng Lily đi tới trong thành Tứ Hải Tiền Trang, trực tiếp nhảy vào trong đó. Hai người rất nhanh tìm đến rồi gửi vàng bạc ngân kho, trên đường đi không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lily dùng cái pháp thuật, liền đem ngân kho khóa cửa mở ra. Hai người tiến vào ngân kho sau, Cố Dương đem bên trong vàng bạc toàn bộ nạp tiền đến hệ thống trung, nguyên bản chỉ còn lại 43 vạn số dư còn lại, lập tức biến thành 57 vạn. Trọng vẹn 12 vạn lượng. Lily chứng kiến những vàng bạc này hư không tiêu thất, trong mắt có chút kinh dị chiêu thức ấy hoàn toàn không có thuật pháp chấn động. Nàng còn tưởng rằng là đại chu bản thổ pháp thuật, thật không có quá mức để ở trong lòng. Ở nàng xem đến, thánh sứ đại nhân biết pháp thuật, thật là bình thường sự tình. Cố dương trước khi đi, ở trên tường để lại một hàng chữ, lấy quý kho vàng bạc dùng một lát. Phía dưới là khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là Nhất Chi Mai. Toàn bộ quá trình, không đến 10 phút, cực kỳ thuận lợi. Cố dương ra tiền trang sau, tâm tình vui sướng. Ngày đó phát hiện Lily sẽ khả năng tàn hình sau, hắn liền manh động dùng loại này pháp thuật, đến tiền trang ngân kho trộm tiền ý tưởng. Cái kia ngày tận lực triển lộ bản thân chân nguyên, hoàn toàn là sớm có dự mưu. Sự thật chứng minh, nàng pháp thuật tại chiến đấu lúc, mặc dù quá mức lòe loẹt, tác dụng không lớn. Nhưng ở phương diện khác, quả thật có kỳ hiệu quả. Cố dương trước đó mặc dù thiếu tiền, nhưng là không nghĩ quá muốn đi ăn cướp tiền trang. Thứ nhất, hắn không muốn sát thương quá nhiều người vô tội. Thứ hai, làm như vậy rất cao điều, không dùng được bao lâu, tất cả mọi người sẽ biết, hắn có thể làm cho ngân lượng hư không tiêu thất, do đó đưa tới nghi kỵ. Loại sự tình này, tiền lời quá thấp, mạo hiểm rất cao. Hiện tại có Lily phối hợp lại bất đồng, đem ngân kho bạc trọng ra tới, thần không biết, quỷ không hay. Cuối cùng, Cố Dương dặn dò Chuyện này, không thể nói cho bất luận kẻ nào, kể cả tiền cô nương. Những lời này, Lily nghe hiểu, trịnh trọng gật đầu. PS Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.